Mưa lớn ở Nam Định khiến trăm con cá coi lạc trôi vào sân ủy ban huyện. Mưa lớn liên tiếp khiến bực nước dưới ao cho quân viên ủy ban nhân dân huyện Ý Yên Nam Định dâng lên cao, đàn cá coi theo nước bơi khắp sân. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đàn cá coi bỗng nhiên xuất hiện bơi trong sân ngập nước ở ủy ban nhân dân huyện Ý Yên tỉnh Nam Định. Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người tò mò, được chiêm ngưỡng đàn cá coi hàng trăm con đang vùng vẫy trong sân ngập nước mưa. Sáng 28 tháng 9 trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên Nam Định cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện có mưa rất to khiến một số nơi bị ngập úng. Hình ảnh đàn cá coi được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là ở Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên. Sáng nay trên địa bàn huyện mưa to cục bộ. Ở dưới khu nhà ăn của huyện bị tắc nên nước ngập lên sân, chính vì vậy đàn cá theo nước bơi lên sân, ông Liệu cho biết. Theo ông Liệu, ao cá ở Ủy ban nhân dân huyện có diện tích khoảng 500 m2, mỗi mùa phóng sinh nhiều người thường thả cá ra đó đàn cá này rất lành thường ngày vẫn được chúng tôi cho ăn ông liệu cho biết theo ông liệu trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa to hiện tại đã ảnh hưởng tới lúa và hoa màu